Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube Nhà Giá Rẻ Gò Vấp. Hôm nay kênh sẽ giới thiệu cho anh chị một căn nhà diện tích 3x13, sổ hồng riêng. Diện tích công nhận trên sổ là 35m2. Tổng diện tích sử dụng sàn công nhận trên sổ là 52m2. Diện tích 3x13 tọa lạc tại đường Nguyễn Duy Cung, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà có hai vệ sinh rộng, trên lầu thì một phòng ngủ rộng, còn ở dưới có thể ngăn thêm được một phòng ngủ do diện tích đất rộng là 35m2. Nhà như hình đây, nhà đẹp sạch mới, vào có thể ở ngay được, không cần sửa, hoặc là sau này sẽ xây được cao tầng. Nhà hẻm một trục cách đường Nguyễn Duy Cung chỉ có 4 căn nhà. Tọa lạc tại đường Nguyễn Duy Cung là có nghĩa là giữa các cung đường Tân Sơn, Quang Trung và Phan Huy Ích anh chị. Nếu đi từ phía quận 12 lên thì đi từ Quang Trung vào gần, Tân Bình qua thì đi Phan Huy Ích vào gần. Mà nếu đi từ hướng trên Gò Vấp, ngã năm Phú Nhuận, Bình Thạnh về thì đi đường Tân Sơn vào thì rất là gần luôn. Đi đường Đỗ Thúc Tịnh, Quang Trung vào chừng 500m là vào đường Nguyễn Duy Cung rồi. Vì đầu tuyến, cuối tuyến của Nguyễn Duy Cung là nó giáp với Tân Sơn như hình. Ngoài ra anh chị cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube Nhà Giá Rẻ Gò Vấp để theo dõi thêm nhiều căn nhà cùng phân khúc trong danh sách phát nhà dưới 3 tỷ. Hoặc là trong cuối video này, quý vị cũng sẽ để ý những căn nhà mà trong cùng khung giá 2 tỷ 8. Căn nhà nãy giờ mà Vũ giới thiệu đó là căn nhà gia chủ đang rao 2 tỷ 73 nha anh chị. 2 tỷ 73 bớt lọc. Xin nhắc lại là diện tích 3x13, sổ hồng riêng công nhận 35m2, giá 2 tỷ 73, tọa lạc tại Nguyễn Duy Cung, phường 12, Gò Vấp. Các anh chị đừng quên đăng ký kênh YouTube Nhà Giá Rẻ Gò Vấp, hoặc cần biết thêm trong thông tin chi tiết thì Zalo 0906 943839. Đây là vệ sinh của căn nhà. Nhà tắm rất là rộng, hẻm một trục trước nhà khá rộng, khoảng được hơn 2m5 á, hẻm một trục. Còn đây đó, căn nhà giá 2 tỷ 73 bớt lọc. Hay nhà đúc lửng tương tự, có một căn khác là 3m9 x 8, 2 tỷ 76, tại ủy ban quận Gò Vấp, đường Quang Trung, phường 10. Tương tự căn này là 2 tỷ 7, tại 2 tỷ 75, trong đường số 9, phường 16. Căn này 2 tỷ 8 tại phường 8, Quang Trung, Gò Vấp. Còn căn này thì 2 tỷ 8 tại hẻm 499, gần khu bệnh viện Hồng Đức, Quang Trung, phường 10, Gò Vấp. Căn nhà này thì tại phường 8, Gò Vấp, đường Quang Trung, giá 2 tỷ 75. Căn nhà thì này thì 3x8 rao 2 tỷ 8 tại hẻm xe hơi thông Nguyễn Oanh, phường 17, Gò Vấp. Căn nhà này thì 4x8, 2 tỷ 75 tại Phạm Văn Chiêu, phường 14, Gò Vấp. Đấy là những căn nhà trong cùng phân khúc 2 tỷ 8 của video này. Xin cảm ơn.